Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2022, Công an thị xã Tân Châu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2022. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thị xã báo cáo tóm tắt tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thị xã. Việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chấp hành điều lệnh lễ tiết tác phong, thực hiện chức trách nhiệm vụ của người công an, công tác đảm bảo an ninh trật tự và những vấn đề an ninh trật tự nổi lên trong thời gian gần đây trên địa bàn. Sau khi nghe lãnh đạo Công an thị xã báo cáo kết quả thực hiện, nhân dân đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua. Một số ý kiến phát biểu mang tính xây dựng, phản ánh xoay quanh những vấn đề như tình hình thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao, chạy ban đêm pha đèn gây nguy hiểm, xe mô tô có lắp thêm đòn gánh, học sinh hút thuốc lá trong trường. Công an thị xã nên gắn thêm camera tại các điểm ngã tư trên địa bàn, tình trạng đá gà trên mạng ở các điểm bán cà phê, trộm cắp vặt còn xảy ra ở các địa phương, học sinh không đủ tuổi chạy xe phân khối lớn đi học. Biện pháp xử lý phạt nguội từ trích xuất camera an ninh trên đường và vấn đề lừa đảo trên mạng. Qua một buổi làm việc thẳng thắn, cầu thị, lực lượng công an thị xã, chính quyền địa phương tiếp nhận được nhiều thông tin hữu ích từ nhân dân, qua đó giúp lực lượng chức năng nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là gần dân, được nhân dân tin tưởng để làm tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên cho nhân dân và góp phần phát triển thị xã.